Xin chào tất cả các anh em nha. Video làm giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp những tóc cần có kêu là BLT mà nó tham gia ngày hôm nay mình liên quan đến mô tả mình ra một start chat cho bot mà. Rồi nhiệm vụ các bạn được cấp trang rồi mà. MU NG. Rồi các bạn join group. Chương trình này góp này mình sẽ nhận được 20 tóc cần có kêu là BLT khoảng 20 200 đô chạy trên nền tảng tùy đến nha bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Rồi bấm vào multi nha bạn. Rồi bấm đáp lại join kênh group tiếp tục. Rồi gì mình đã join rồi nha các bạn. Rồi bạn bấm đáp lại. Tiếp tục Twitter các bạn follow và tweet nè bạn. Follow, like, retweet. Binet tweet. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn việc bấm like nè bạn. Rồi các bạn trích dẫn như tweet nha bạn. Các bạn comment một câu bình luận các bạn. Rồi các bạn test lại. Rồi các bạn đáp lại các bạn. Tiếp tục thì Twitter thì các bạn cũng follow join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Twitter nữa các bạn. Rồi các bạn follow rồi thôi nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại. Các bạn bấm vào mục submit detail nữa các bạn. Tiếp tục hỏi các bạn có join kênh giúp kênh seller không thì các bạn bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link vào profile của anh em nha các bạn. Thì các bạn mang tài Twitter của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nhấp vào bay và bên cùng. Bạn nhớ bao nhiêu chia sẻ này các bạn. Các bạn sẽ chấp nhận khai tạm mà. Bạn dán nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ với tờ giấy chí. Rồi bấm bấm vào resend nè các bạn. Các bạn copy nha các bạn. Rồi tất cả các bạn gửi lại cho bot nè các bạn. Rồi chết. Thôi các bạn. Rồi các bạn dán đi chi tiết mình vào các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm đoàn nha bạn. Và nó hỏi có chọn kênh tư nha bạn. Rồi các bạn bấm Z nha bạn. Rồi bấm vào sau tiếp cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 20 tốc cần có khi là BLT nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nha.